Kính chào quý vị và các bạn, mời các bạn xem bản tin xử lý tham nhũng không thấy niềm vui, chỉ có căm giận và bất bình. Giống như hệ thống truyền thông chính thức, tuần này mạng xã hội tràn ngập bình luận, nhận định về những cá nhân nổi tiếng hoặc vừa bị tống giam vì thao túng thị trường chứng khoán như ông Trịnh Văn Quyết, Chủ tịch Hội đồng Quản trị của công ty FSC, hoặc mới bị Ủy ban Kiểm tra của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đề nghị xem xét kỷ luật như ông Nguyễn Thành Long, là Bộ trưởng Bộ Y tế, và ông Trung Ngọc Anh, Chủ tịch thành phố Hà Nội vì liên quan đến scandal Việt Á. Đây là hình ảnh ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu kết luận phiên họp thứ 21 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực. Mặc những nỗ lực cố gắng chống tham nhũng của ông Trọng, tiêu cực vẫn tràn lan khắp nơi trên cả nước. Trong hơn 4 triệu đảng viên của Nguyễn Phú Trọng, thì thử hỏi gần số lượng đa số sẽ tham nhũng nếu họ có điều kiện. Tuy nhiên, khác với trước đây, những thông tin liên quan đến các sự kiện vừa kể không còn là con số đa số công chúng phấn chấn về sự nghiêm minh của luật pháp hay nỗ lực chống tham nhũng của hệ thống chính trị, hệ thống công quyền tại Việt Nam. Thay vào đó là sự căm giận về hậu quả mà nhiều cá nhân, gia đình, thậm chí nhiều giới cũng đã đang phải gánh chịu do sai phạm của những cá nhân hoặc đang là bị can hoặc đang chờ các cơ quan quyền lực nhất của Đảng Cộng sản Việt Nam quyết định hình thức kỷ luật. Là một trong những người bình luận về tấm ảnh ông Trịnh Văn Quyết mếu máo chia tay một người phụ nữ cũng đang mếu máo, nhà bình luận Phạm Minh Vũ cho biết, không biết lúc đó ông Quyết nghĩ gì, nghĩ tới hào quang danh vọng đã vụt tắt vì kiếp làm tay sai cho bể lũ tham quan, tàn phá quốc gia, hay kiếp vong lô làm chân thân châu ngựa cho ngoại bang, thâu tóm đất đai cho giặc. Có khi Quyết khóc vì uy quyền của mình có từng hồ phòng hoán vũ, từng rời núi lấp biển, giờ phải nằm bệ xi măng trong bốn bức tường hôi hám. Chỉ biết chắc rằng những giọt nước mắt ấy không dành cho những nông dân phải ăn bờ, ngủ bụi vì mất nhà, mất cửa, mất ruộng vườn vì những dự án nghe rất kêu như khu nghỉ dưỡng FEC, sân golf FEC, v.v. Hãy tới mà xem những người dân ấy đang sống gay gắt như thế nào. Tới mà xem họ đang gánh chịu nỗi đau đớn như thế nào. Mới đây lại có hàng trăm gia đình ở phường Thắng Lợi, Kon Tum không biết sống ra sao khi bị cưỡng chế thu hồi đất với giá đền bù 1 m² đất chỉ bằng 1 lít xăng. Đây là hình ảnh ông Chủ tịch FEC Trịnh Văn Quyết khóc khi chia tay với vợ và người bị cơ quan điều tra bắt giam. Một số người khác như Tuấn Khanh thì đề cập đến chuyện Quyết giống như mọi đại gia bạo phát về tiền bạc ở Việt Nam. Không ai biết Quyết làm gì để có số tiền khổng lồ như ngày hôm nay để góp mặt cùng mâm với giới tư bản đỏ tại Việt Nam. Ắt hẳn có một điều gì đó ngoài tài năng và may mắn nữa. Phải như vậy thì Quyết mới trở thành bóng ma xô dạt hàng chục ngàn người ra khỏi nơi cư trú của họ. Quyết chỉ tay vào đâu trên bản đồ thì nơi đó sẽ trở thành của Quyết, kể cả đất quốc phòng. Nếu nằm trong tầm ngắm của Quyết thì quân đội cũng không thể nào tranh giành cho được. Truyền thông của nhà nước đã dựng lên không biết bao nhiêu tượng đài và cũng tự tay đập đổ như ngửa mặt nhổ lên trời. Nhưng nỗi đau mất mát của dân Việt Nam từ Thanh Hóa đến Đắk Lắk, Thủ Thiêm, vườn rau Lộc Hưng, Đồng Xanh, Dương Nội, vân vân, chất chồng thành núi nhưng chưa bao giờ được nói đến một cách công bằng. Tất cả khuất lấp trong sự kiêu hãnh là thịnh vượng xã hội chủ nghĩa. Hôm nay như Trịnh Văn Quyết hay Nguyễn Phương Hằng, ngoài sự kiện ông Trịnh Văn Quyết bị bắt vì thao túng thị trường chứng khoán, sự kiện Ủy ban Kiểm tra Trung ương của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khẳng định ông Trung Ngọc Anh, Chủ tịch thành phố Hà Nội và cựu Bộ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ, và ông Nguyễn Thanh Long, Bộ trưởng Bộ Y tế cùng với hai thứ trưởng của hai Bộ Khoa học Công nghệ, Bộ Y tế và một số nguyên chức của hai bộ này dính dáng đến scandal Việt Á không làm công chúng ngạc nhiên. Cảm xúc chung phổ biến trên mạng xã hội Việt Nam vẫn là căm giận và bất bình. Đây là hình ảnh ông Chu Ngọc Anh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội chịu trách nhiệm về sai phạm tham nhũng trong vụ Việt Á. Trả lời cho câu hỏi của đài VTC News, một cơ quan truyền thông trong hệ thống truyền thông chính thức của nhà nước Việt Nam, nêu ra trên trang Facebook của đài,
nhằm mời mọi người đọc bài của VTC News về kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam vì sao phải xem xét kỷ luật Chủ tịch Hà Nội, Bộ trưởng và Thứ trưởng Bộ Y tế Giang Ngân Hà. Một bạn đọc bình luận rằng ăn quá, còn Facebook Tạ Tùng thì tin đó là chuyện quyền và tiền làm mờ mắt. Tương tự, Facebook Lê Đường thì nhận xét rằng những tay cán bộ đầu đất bất nhân có vào tù cũng chưa hết tội, gia tộc thì than rằng lại kỷ luật rồi rút kinh nghiệm được gì đây. Có thể dễ dàng tìm thấy những phản ứng nhận xét y hệt như vậy trên rất nhiều trang Facebook, giống như trang Facebook của đài VTC tại Việt Nam. Chẳng hạn trên trang Facebook Tin tức và Đời sống Xã hội, thay vì phấn khởi vì Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng đề nghị kỷ luật ông Long và một số viên chức hữu trách khác do dính líu những công ty Việt Á, Phương Vũ Lan thì bày tỏ sự ngấn ngầm rằng một lũ sâu mọt ăn trên sườn máu của dân nghèo, buồn cho đất nước bị cán bộ tham ô ăn mòn. Nguyễn Văn Liên thì thắc mắc rằng tổ chức chọn nhầm cán bộ người giới thiệu cho khóa 2021-2025 có phải là lợi ích nhóm hay không? Có áp dụng các quy định về mức độ liên đới trách nhiệm hay không? Đây là hình ảnh ông Nguyễn Thành Long, Bộ trưởng Bộ Y tế cũng chịu trách nhiệm về sai phạm tham nhũng trong vụ Việt Á. Và tại sao quy hoạch nhân sự chặt chẽ và khách quan, chống tham nhũng không có vùng cấm ngoại lệ, chỉnh đốn đảng đi kèm truy cứu trách nhiệm người đứng đầu, nhưng tham nhũng ngày càng táo tợn và xử lý kỷ luật không còn có thể xem xét đơn lẻ mà phải tính cả bầy như vậy? Rất nhiều người dùng mạng xã hội cũng đang bỡn cợt như Facebook Nguyễn Dân thì biết rằng hôm trước ăn quýt, hôm nay ăn thanh long, mọi người mong chờ mai mốt uống trà, thậm chí có nha đam còn lò vôi thì làm gì. Song song với kiểu đùa ấy, có những người khuyến khích nói rằng mơ lớn tới khả năng uống rau má. Loại rau có rất nhiều tại Thanh Hóa, một xứ sở mà dân chúng mong nhiều viên chức quan trọng phải bồi tội, kể cả những viên chức cao cấp nhất, thì có thể xây dựng thứ gì thành công cho được nữa. Kính chào quý vị và các bạn, mời các bạn xem bản tin VinFast tạo việc làm cho người Mỹ và hưởng ưu đãi. Việc công ty ô tô của Việt Nam VinFast thuộc tập đoàn VinGroup dự định đặt nhà máy ở tiểu bang North California, Mỹ đã trở thành câu chuyện quốc tế tuần này. Hôm 29 tháng 3, đích thân Tổng thống Hoa Kỳ Biden có dòng tweet cũng như thông cáo trên trang web của Nhà Trắng cho hay đây là dự án tới 4 tỷ đô la tạo ra hơn 7.000 việc làm và hàng trăm ngàn xe điện chạy pin tại Mỹ. Đây là hình ảnh dòng tweet của Tổng thống Biden ca ngợi dự án 4 tỷ đô la của VinFast. Ông Biden nói dự án VinFast nối tiếp các thông báo vừa qua từ GM, Ford và G-Man trở lại đầu tư ở Hoa Kỳ và tạo việc làm. Còn VinFast trong thông cáo ngày 30 tháng 3 nói nhà máy của VinFast sẽ được đặt tại khu công nghiệp tại Point hạt Chatham với diện tích khoảng 800 hectare và bao gồm 3 khu vực chính: khu vực sản xuất và lắp ráp ô tô điện và xe buýt điện, khu vực sản xuất pin cho các sản phẩm xe điện và khu vực công nghiệp phụ trợ cho các nhà cung cấp. Bà Lê Thị Thu Thủy, Phó Chủ tịch Tập đoàn VinGroup kiêm Tổng Giám đốc VinFast Toàn cầu nói rằng những cam kết mạnh mẽ của North California về phát triển năng lượng sạch, chống biến đổi khí hậu và giảm phát thải khí nhà kính trong giao thông vận tải biến nơi này thành địa điểm lý tưởng để VinFast phát triển các sản phẩm xe điện cao cấp, thông minh và thân thiện với môi trường. Cơ sở sản xuất ngay tại thị trường sẽ giúp cho VinFast chủ động nguồn cung, ổn định giá thành và rút ngắn thời gian cung cấp sản phẩm, giúp xe điện của VinFast trở nên dễ tiếp cận hơn với khách hàng, góp phần thực hiện hóa các mục tiêu cải thiện môi trường của địa phương. Ưu đãi của bang North California đã được chia sẻ. Blanden Jonah, tờ báo địa phương của bang North California cho biết tiểu bang này và hạt Chatham hứa chi ra gần 1,2 tỷ đô la tiền ưu đãi trong 32 năm nếu VinFast thực hiện được các mục tiêu đề ra. Đây là hình ảnh VinFast công bố biên bản ghi nhớ về việc xây dựng nhà máy ở bang Bắc California. Tờ báo tường thuật rằng sử dụng chương trình hỗ trợ đầu tư và phát triển việc làm, chuyển đổi của tiểu bang,
VinFast có thể được nhận khoản tiền bồi hoàn lên tới tối đa 316,1 triệu đô la từ tiểu bang trong vòng 3 thập niên nếu công ty đạt được các mục tiêu tuyển dụng. Tiểu bang cũng sẽ chi thêm 450 triệu đô la nữa cho cơ sở hạ tầng xung quanh địa điểm. Tổng số tiền mà tiểu bang có thể chi dự tính là 776 triệu đô la. Và ngoài ra, hạt Chatham còn có thể dành cho VinFast gói ưu đãi 400 triệu USD nữa. Tiểu bang North California ước đoán nhà máy của VinFast có thể giúp tạo ra 71,59 tỷ USD cho kinh tế tiểu bang trong 32 năm. Có khả năng VinFast sẽ không phải nộp thuế thu nhập doanh nghiệp cho tiểu bang trong phần lớn thời gian của 32 năm, vì dự kiến North California sẽ xóa dần thuế doanh nghiệp từ năm 2029. Đây là hình ảnh VinFast tham gia triển lãm xe hơi tại Los Angeles vào năm 2021. Còn trang TechWrite cũng là tờ báo của bang North California cho biết thêm về chương trình ưu đãi của bang như sau. Trợ cấp đầu tư phát triển việc làm thực chất là khoản hoàn lại thuế thu nhập tiểu bang khấu trừ từ nhân viên, trị giá là 306 triệu USD trong 32 năm nếu đạt được các mục tiêu tạo việc làm. Một khoản đầu tư của tiểu bang lên tới 450 triệu đô la để chi trả cho việc chuẩn bị mặt bằng, cải tạo đường và bổ sung cơ sở hạ tầng cấp thoát nước. Đào tạo cấp cao đẳng trị giá 38 triệu đô la. Khoản tài trợ từ Coindesk 50 triệu đô la và 40 triệu đô la, 400 triệu đô la ưu đãi từ hạt Chatham. Theo các báo ở Mỹ, VinFast cho biết mục tiêu của họ là tạo ra 7.500 việc làm tại nhà máy ở hạt Chatham với mức lương trung bình là 51.000 USD đô la mỗi năm. Mức lương trung bình hàng năm của hạt Chatham hiện nay là 41.000 đô la. Giai đoạn 1 của nhà máy sẽ được khởi công ngay trong năm 2022 sau khi nhận được giấy phép xây dựng và dự kiến sẽ được vận hành vào khoảng tháng 7 năm 2024. Công suất giai đoạn 1 dự kiến là 150.000 xe mỗi năm. Cũng theo biên bản ghi nhớ, VinFast sẽ tiếp tục đầu tư vào nhà máy theo nhiều giai đoạn khác nhau. Các mẫu xe đầu tiên được sản xuất tại nhà máy bao gồm mẫu VF9, dòng xe cỡ lớn 7 chỗ ngồi và VF8, dòng xe cỡ trung 5 chỗ ngồi. Nhận định rằng Thống đốc bang North California phát biểu North California đang nhanh chóng trở thành trung tâm của nền kinh tế năng lượng sạch. Dự án tầm cỡ của VinFast sẽ mang đến nhiều việc làm tốt cho địa phương, cũng như một môi trường trong lành hơn khi ngày càng có nhiều xe điện xuất hiện trên đường phố, góp phần giảm phát thải khí nhà kính. Đây là hình ảnh nhà máy sản xuất xe ô tô VinFast tại Hải Phòng. Trang AutoWeek vào ngày 30 tháng 3 thì nói như sau. Nhà máy ở North California có thể là một điều tuyệt vời cho nền kinh tế địa phương, và sự cạnh tranh đa dạng hơn đối với các loại xe điện sẽ là một tin tốt cho người tiêu dùng. Nếu VinFast có thể hoàn tất được thời gian gấp gáp này, thì đó sẽ là một điều ấn tượng. Còn tạp chí danh tiếng The Economist tuần này thì dành hẳn một bài phân tích, trong đó nói rằng tuy nhiên, tham vọng không đảm bảo thành công, các doanh nghiệp công nghiệp của VinFast, trong đó sản xuất ô tô là lớn nhất, đã ghi nhận một khoản lỗ ròng khoảng 1 tỷ đô la vào năm ngoái. Chris Robinson của Look Research, một công ty phân tích, hoài nghi về khả năng của VinFast trong việc cạnh tranh với các sản xuất ô tô lớn lâu đời như Volkswagen và hãng đang đầu tư hàng tỷ đô la vào các mẫu xe điện có giá cả phải chăng, hay như Tesla, siêu sao trong ngành. Ông cho rằng VinFast đã phải vật lộn giành thị phần to ở bên ngoài Đông Nam Á. Sự nhiệt tình của phố Wall đối với các công ty phát triển mới nổi đã nguội lạnh ở Mỹ. Điều này có thể làm giảm hy vọng của VinFast về niêm yết ở New York. VinFast được thành lập vào năm 2017 là công ty thành viên của tập đoàn Vingroup. Trang web của VinFast nói Vingroup thành lập vào năm 1993 và hiện nay tổng giá trị vốn hóa của 3 công ty niêm yết đạt 35 tỷ USD. Vào ngày 10 tháng 3 năm 2022, tại Việt Nam, công ty kinh doanh thương mại và dịch vụ VinFast công bố kết quả kinh doanh ô tô vào tháng 2 năm 2022. Họ cho biết trong tháng 2 có tổng số 1.154 xe đã bán ở thị trường Việt Nam, một con số rất ít ỏi.